Mỗi kỳ nghỉ hè, câu chuyện thiếu sân chơi cho trẻ em nông thôn lại được nhắc đến. Trong khi tại thành phố, trẻ em có rất nhiều lựa chọn với các sân chơi khóa học năng khiếu phong phú, thì ở các huyện, xã, vùng nông thôn, việc tìm kiếm một sân chơi an toàn bổ ích đúng nghĩa lại quá khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Đến với xã Tà Nung, hình ảnh thường thấy là những em nhỏ hòa mình với nắng gió và chơi các trò chơi dân gian như nhảy dây, bắn bi, nhà chòi, thả diều, rượt bắt, đạp xe. Thế nhưng không phải ở đâu, bọn trẻ cũng cảm thấy thích thú với những trò chơi ấy. Với nhiều đứa trẻ, việc chơi những trò đó dường như là lựa chọn bất khả kháng vì không có trò nào khác để chơi và không có một sân chơi đúng nghĩa dành cho các em. Không có điểm vui chơi cố định nên các em ở nông thôn thường tiện đâu chơi đấy. Chỉ khi có chương trình hoạt động hè triển khai tại trường học thì các em mới được tham gia các trò chơi. Tuy nhiên, hoạt động hè chưa thể thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí của các em. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện tại các sân chơi của trẻ em tại các vùng nông thôn không có. Những sân chơi đúng nghĩa phải có đầy đủ các dụng cụ, phương tiện để giúp các em vừa chơi vừa học. Trong khi các trang thiết bị và dụng cụ phục vụ cho trẻ em như sách báo, văn hóa phẩm, xích đu, tàu lượn tại nhiều đô thị được đầu tư đầy đủ và thậm chí là dư thừa, lãng phí, thì lại trở thành thứ xa xỉ đối với trẻ em nông thôn. Thực trạng tại xã Tà Nung cũng là thực trạng chung của đa số vùng quê nông thôn từ nhiều năm nay. Câu hỏi mùa hè chơi ở đâu vẫn luôn là trăn trở không chỉ của trẻ em mà của cả người lớn, những người có trách nhiệm và luôn lo lắng cho tương lai các em. Cứ cuối tuần thì ở đây thôi, còn không thì phải gửi về nhà ngoại. Rồi chắc cũng không có chỗ nào để cho nó chơi hết á. Hy vọng là chính quyền địa phương và các cấp cũng hỗ trợ giúp đỡ cho các cháu để có những sân chơi bổ ích hơn. Với câu xa Dương Thùy Kim, mùa hè cũng là dịp mà em phải bươn chải kiếm sống, phụ giúp cha mẹ công việc gia đình. Đã hơn một tháng nay, kể từ khi kết thúc học kỳ, Kim lại theo chân mẹ đến vườn cà tím gần nhà. Đối với trẻ em ở những vùng quê nghèo này, vào dịp hè là lúc kiếm tiền để mua sách vở, quần áo cho năm học mới. Bọn trẻ kiếm tiền bằng nhiều việc làm khác nhau, như đi hái cà phê, cắt cỏ, chăn bò. Do hoàn cảnh khó khăn, vì vậy thời gian nghỉ hè là lúc các em tìm cách góp tiền. Với các em, tuổi thơ gắn bó với ruộng vườn, cây trái, con bò quen rồi. Đó cũng là sân chơi của các em. Mùa hè này thì em cũng muốn được đi chơi như các bạn, cũng rất muốn được vui chơi cùng các bạn. Nhưng mà gia đình em thì lại khó khăn. Em lại muốn giúp gia đình để phần nào thúc đẩy được kinh tế, trang trải được cho em vào năm học tiếp theo. Mà em cũng rất muốn được đi chơi như các bạn cùng lứa. Ở vùng nông thôn, việc tạo sân chơi an toàn cho trẻ trong những ngày hè đang đặt trách nhiệm lên vai những cán bộ đoàn đội ở cơ sở. Được biết hiện xã Tà Nung có gần 3.000 em trong độ tuổi thanh thiếu niên. Các đoàn xã, chi đoàn thôn cũng rất tích cực trong việc tổ chức sinh hoạt vào các buổi cuối tuần. Nhưng việc thu hút tập hợp các em rất khó khăn, phần do lực lượng mỏng, phần do cơ sở vật chất thiếu thốn. Em thấy sân chơi này tạo cho em và các bạn những điều bổ ích và giúp cho em và các bạn hiểu hơn về những trò chơi dân gian. Em hy vọng rằng các anh chị sẽ tổ chức những trò chơi hay và bổ ích cho tụi em năm nay và các năm sau nữa. Ban chấp hành đoàn xã thường xuyên tổ chức cho các em các hoạt động vui chơi tập trung tại các cái hội trường thôn vào dịp thứ bảy chủ nhật hàng tuần. Kèm theo đó thì cũng phối hợp với ban chỉ đạo hè xã tổ chức cho các em về các cái hội thi liên quan tới sở thích của các em. Thì bây giờ trong cái khả năng của ban chấp hành đoàn xã thì cũng chỉ là dừng lại ở cái mức như vậy, thiếu thốn rất là nhiều về kinh phí và các cái cơ sở vật chất, không tạo được những cái sân chơi mới lạ thu hút các em. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai là khẩu hiệu hết sức nhân văn. Tuy nhiên để khẩu hiệu đó đi vào cuộc sống thì hơn lúc nào hết, không thể chỉ có tổ chức đoàn đội triển khai mà cần phải có sự chung tay vào cuộc của các ngành, các cấp và toàn xã hội. Sớm có giải pháp nhằm giúp trẻ em vùng nông thôn có sân chơi bổ ích, đảm bảo sự an toàn và lành mạnh cho trẻ.
6 tháng đầu năm 2016, đơn vị đã xuất 21 lượt xe với 227 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có 17 vụ cháy, 8 vụ cứu nạn cứu hộ.